Thưa quý vị, hôm nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết số người thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua đã tăng lên con số là 12 người, một người thì vẫn còn đang mất tích. Còn nếu tính từ giữa tháng 6 cho đến nay thì số người chết còn lên đến 19 người. Ngoài những trường hợp tử vong do sạt lở đất thì có nhiều người đã bị lũ cuốn khi mà đi qua ngầm tràn. Hiện thì các tỉnh vùng núi tiếp tục xảy ra sạt lở đất, uy hiếp tính mạng của người dân và khiến cho giao thông đi lại hết sức khó khăn. Các địa phương có thêm số người thiệt mạng do mưa lũ là Hà Giang tăng thêm 2 người, Hòa Bình tăng thêm 1 người, đều là những trường hợp mất tích trước đó đã được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể. Tính trong một tháng mưa lũ vừa qua thì có 19 trường hợp tử vong, thì Hà Giang có đến 8 người thiệt mạng, chủ yếu do sạt lở đất và dông sét. Tình hình mưa lũ hiện vẫn còn hết sức phức tạp khi các vụ sạt lở đất liên tiếp xảy ra. Tuyến quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Chu Va 2, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu bị sạt vào trưa qua, với tổng khối lượng lên đến 1.500 mét khối đất đá lấp kín mặt đường, chia cắt giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đến hôm nay, cơ bản đã thông tuyến, nhưng giao thông đi lại vẫn còn hết sức khó khăn. Còn tại km 176+200 quốc lộ 3 thuộc xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn cũng đã xảy ra sạt lở đất gây tắc nghẽn giao thông từ Bắc Cạn đi Cao Bằng. Công tác khắc phục vẫn đang được các đơn vị khẩn trương tiến hành. Các điểm ta luy âm sạt lở sẽ phải dùng các dọ sắt để gia cố, còn các điểm ta luy dương thì sẽ phải vát thoải hơn và san gạt đất đi nơi khác. Hiện các phương tiện đã có thể di chuyển qua đây, nhưng vẫn còn nhiều điểm nguy cơ sạt xuống.